Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình mời các bạn cùng tìm và thu hoạch dưa bở trồng kiểu ối rồi ôi với mình. Đây các bạn có thể thấy đằng sau mình đấy, một bụi dưa bở. Đây là những cái thùng sơn. Đây mình quay thấp xuống. Những cái thùng sơn là đến mùa đông mình trồng ốc cải với cả súp lơ. Nhưng mà mùa hè thì mình không biết trồng gì nên mình trồng dưa bở. Có năm thì mình trồng ngô, nhưng mà trồng ngô xong xong là phá ngô để trồng bắp cải với cả súp lơ rất là vất vả. Nên năm nay mình thử trồng dưa bở theo kiểu bơ bụi như thế này, kiểu ối dồi ôi như thế này, xem thế nào, xem có được thu hoạch không. Để bây giờ mình đi mình tìm quả xem có được nhiều quả không. Dưa bở này mình trồng là dưa bở dài. Đây mình trồng một bụi dưa bở dài. Mình trồng từ đầu tháng 4, bây giờ là giữa tháng 6 lịch dương đấy ạ. Thì bắt đầu cho thu hoạch, mình thấy thỉnh thoảng có quả vàng vàng rồi thì vứt xuống thôi, chứ không để đấy thì cứ bụi như thế này thì không biết nó chín lúc nào nó thối mất. Nhất là dưa bở nó nhanh thối lắm. Đây là dàn dưa chuột VL103 đấy ạ, đang leo kín dàn rồi. Còn đây là dưa bở sáp cũng đang rất là tốt và bắt đầu có quả. Dưa bở nói chung thì rất là dễ trồng. Mình đã nói là trồng kiểu ối rồi ôi cho nó mát trần mát nhà thôi, chứ mình cũng không mong đợi gì. Mình trồng mỗi cây một thùng sơn, thỉnh thoảng mình bón cho ít phân viên nén, phân gà, phân bò, phân chùn. Có lúc nào sẵn phân gì thì mình bón phân ý, thì cứ khoảng một tuần đến 10 ngày mỗi thùng sơn mình cho một gốc nhỏ nhỏ. Nếu mà thấy rất là tốt và tùm. Mọi năm thì mình trồng dưa bở ở bên cái vườn bên kia, trồng cho bò sang thùng xốp, nhưng mà năm nay thùng xốp là mình kê lại rồi, mình ưu tiên cho rau ăn lá. Nên ở bên này thì mình cũng không biết trồng gì nên mình trồng dưa bở cho nó leo theo kiểu bờ bụi, kiểu ôi dồi ôi kiểu này cũng có quả đấy các bạn. Đấy, quả to lắm khác ấy. Già đấy, vàng đấy, hái rồi, xanh nhà còn hơn già đồng. Mình ở đây thì mình nuôi mèo, trên vườn mình nuôi mèo thì chuột thì không có, nhưng mà có những các loại ốc sên chín mà không thu hoạch nhanh là liếm mất. Đây, có lá già sên nó ăn đấy, cũng có quả non quả già đấy. Xem nào. Đấy có một quả rồi, vạch ra thì nhớ. Đây nó có quả đang ăn lóc đây, nhiều quả nhỡ nhỡ phết đấy. Mình trồng mình còn chả buồn bọc bạch gì mà. Đây mấy quả to to thì mình bọc thử xem thế nào, nhưng mà đấy, đây quả to đấy, vàng rồi, chín rồi, cứ vàng là bứt. Dưa bở dài này cứ vàng là bứt. Ơ, có một quả màu vàng này. Đây, dưa vàng hay dưa bở đây, không hiểu dưa lai kiểu gì đây. Đấy, cái lại vàng cái này nhỉ. Có mỗi dưa chuột đây. Nếu mà nó bảo bị nó thụ phấn chéo thì phải, có khi nó thụ phấn chéo với cả dưa bở sáp à. Thế bổ ra lại ăn lửa bở lửa dẻo, tại vì dưa bở sáp thì nó chín nó màu vàng. Có năm mình bị đấy. Bị lai dưa bở với cả dưa lưới. Đây quả dưa bở vàng này, xem chỗ này không quả nào. À đây cũng có một quả đây. Đó, vàng ươm rồi, to phết. Giờ vạch vạch ra. À, có một quả ngay cạnh, quả này vẫn xanh. To hết đây các bạn ạ. Bóp cứng lắm. Đây, đấy. Quả này thì hơi nhỏ một tí. Cũng không nhỏ đâu, to ra phết đấy. Đấy. Và ngồi, bứt xuống. Thôi cứ bứt xuống, chín là vừa. Để trên này, chín lúc nào không biết thì lại biếu sên. Ở đây, 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 đây. Này, chỗ này lắm thế. Đây, có một quả đây. Nằm trên thùng này, ngay cạnh quả chín này. Đây có quả nhỡ này. Đấy. Đấy. Xem dưới này bây giờ soi dưới này. Ôi đây có quả đây. Dưa bở này thì dễ trồng lắm. Trồng kiểu ối rồi ôi này đầy quả mà. Trong kia thì thấy con mèo ở dưới. Dưới gậm này. Soi cho các bạn xem. Đây quả đây. Đấy. Quả to phết đấy. Đây trong này có quả răng mắc ở trong này đây. Ui ôi. Dưa này thì phá thì nó dễ,
Chứ mọi năm mình trồng ngô thì phá nhấc cả thùng sơn lên chả phá được. Xong là toàn chặt gốc xong rồi để rễ nó tự mục. Xong mình mới dám trồng bắp cải. Thì rễ ngô chắc lắm. Hôm nay mình có trồng dưa bở. Dưa bở này thì héo cái hay là tươi hay là héo thì mình chỉ giật một phát là nó đi hết. Ôi chú bụi dưa này thì tốt thế này. Thấy thơm thơm mà không thấy quả nào. Ở đây thì có một quả xanh đây. Hay là quả này chín nhỉ? Ôi đây chỗ này mấy quả đây. Đấy để mình vạch ra. Đây. Ôi quả này chín rồi. Chín thối mất rồi. Chúng chín tuột cả lõ rồi. Đấy. Chúng có quả con này. Ở trong này có quả. Đấy. Đây. Đấy bảo sao đứng cái chỗ này dưa tốt thế này. Thơm thơm thơm. Quả nào? Đấy. Tìm hết ở trên này. Đây toàn quả nhỡ ở góc này. Đây. Bây giờ là vạch ra là quả nhỡ chỗ nào là quả nhỡ. Đây quả nhỡ đây. Xong rồi lại còn thu hoạch. Không bây giờ quên cái là nó tuột lõ, nó dưa bở chín là thối ngay. Đấy, dọi dưỡng khe thùng này thấy hai quả đây, một quả nhỡ đằng xa đây. Đấy, một quả nhỡ đằng xa đây. Đấy, một quả chín đây. Đấy. Tí phải nhớ để bứt. Đấy, xoay khe bên này cũng có quả. Khá là to ở đằng bên kia đấy, đấy các bạn có thể thấy. Bây giờ soi được quả nào là phải nhớ để cần liệu độ mà thu hoạch, không là nó bở sên nó lại chén hết rồi đấy, không không. Đấy, lúc này có quả chỗ này đây. Này thì mình bọc lưới nhiều lắm. Quả ở dưới không, quả ở dưới nữa các bạn bị kẹt lưới đây các bạn, để cho các bạn chiêm ngưỡng. Đấy. Đấy. Còn chưa? Chưa thơm nhưng mà về chắc là thơm đấy. Còn có một quả nữa ở dưới cái lưới. Mình thì mình gác cái lưới sắt. Ui dồi ôi, kẹt kiểu này. Ui dồi ôi, cái này thì lấy kiểu gì? Các bạn tư vấn cách mình lấy cái quả dưa kẹt này với. Để mình zoom ra cho các bạn xem. Nó kẹt này rồi. Đây. Nửa trên nửa dưới. Đây. Bây giờ lấy kiểu gì các bạn ơi? Các bạn tư vấn cho mình nhá, để mai mình lấy nhá. Đây các bạn tư vấn cho mình cả quả này nữa. Quả này cũng bị kẹt rồi. Nửa trên nửa dưới. Mình gác cái sắt vuông lên đây để cho cây nó bò. Mà bây giờ nhiều quả nó kẹt quá. Đây. Một quả kẹt này. Hai quả kẹt này. Cắt kiểu gì đây? Đây còn quả này nữa. Cắt lốt. Quả này thì hơi xanh một tí nhưng mà thôi. Cắt. Về chín là vừa. Quả này hơi méo. Chứ không được tròn và đẹp như quả kia. Vàng phết ấy, chắc lắm. Đây cái quả dưa vàng này nữa, chả biết là chín hay chưa. Nửa vàng nửa xanh, cuống thì vàng này nhá, các bạn nhìn thấy cuống vàng này nhá, mà ở dưới thì vẫn cứ xanh xanh nhá, vẫn lằng nhằng, chả biết dưa lai kiểu gì đây. Ê, chắc có phết đấy, cuống con này, nuôi quả dưa tướng thôi. Chả biết có chín không, thấy vạch nó mờ, nhưng những quả vừa thu hoạch xong vạch nó rõ nét thế cơ mà. Cắt luôn nha các bạn nha, về không ăn được thì làm lộ. Thế thôi cứ để đấy, tại vì mình thấy đít là trắng quá. Ra có những quả đằng xa đằng kia có những quả nó còn ấy hơn. Đây. Đấy, các bạn thấy lấp ló màu vàng vàng chưa? Đó. Đó, chỗ này 2-3 quả. Cả xanh cả chín. Ở dưới nữa. Đây, 2 quả vàng vàng đây. Chả mụt quá. Một quả nha. Còn quả nữa đây.
vàng này rồi thì thôi cắt luôn. Đấy. Hai tay hai quả. Một quả vàng nhiều, một quả vàng ít, thôi cứ cắt. Tìm trong góc này trong có quả nào không? Ở đây có một quả. Không xa một tí. Ui, quả này còn mới chín mềm nữa rồi. Quả này chín mềm lắm rồi này. Để tạm đây. Quả này to luôn này. Mềm lắm rồi. Ấy còn nằm đây này. Đây còn một quả nữa. Đây còn rút cuống. Lại còn chín nứt ra rồi đây. Xem nó ăn mất một ít đây. Cái tùm này mới kỹ. Em là có quả nào không? À lúc nãy với cái quả lúc nãy nó thủng thẳng ở dưới đấy các bạn. Nhưng góc nào hôm qua cũng vậy, quay bên kia thì thấy ở góc này mà đi ở sang bối thì lại không thấy đâu. Ở đây rồi. Trồng dưa kiểu ôi rồi ôi thì thu hoạch cũng kiểu vất vả, không ra hàng ra lối gì đâu mà ngoài cũng vất vả. Đây đó, quả này hơi ngon đẹp luôn đấy. Chín vàng ngon đẹp thơm dã man. Đấy, mình đã thu hoạch xong dưa bở. Trời ơi nặng lắm các bạn ạ. Nhìn như mình gồng này. Mình còn vứt thêm được cả chuột Xuân Yến VL103 thơm ngon, nhà chồng, mời bạn ăn ngay. Thôi video clip của mình đến đây xin phép được kết thúc nha. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mình bỏ cái chậu này xuống đây. Chúng mình bê lâu run tay lắm rồi, ăn nốt quả dưa chuột. Xin chào các bạn nha, chúc các bạn một ngày tốt lành.